chính là cội gốc của khổ đau, chính ở chỗ nhìn thấy nó là cái của mình. Chúng ta không thể nào thực hiện được cái tâm xả. Xả đây không phải là mình vứt con mình đi vào cuộc đời, mình có trách nhiệm với nó, nhưng mình phải nhận cho ra được cái ái nhiệm nó đang bám gốc bám rễ từ bấy lâu nay, để bây giờ chúng ta phải khổ, nhưng mà không đủ can đảm để cắt đâu, thưa với lại quý Phật tử. Vì nó đã trở thành thói quen, hay nói đơn giản nó kết thành nghiệp rồi. Nhiều người có nhiều cái tật nó lạ lùng lắm. Bây giờ chúng ta bỏ là bỏ làm sao? Cho nên bây giờ mình đang học cái chữ xả mà. Mình phải móc ngay cái chỗ ái nhiễm là cội gốc để cho mình phiền não liên tục không chấm dứt. Chúng ta mới buông được. Buông từ ở trong tâm của mình, chứ không phải buông ở cái hình thức. Hình thức nó không có quan trọng, mà ngay trong tâm mình phải xác định tư tưởng là mình phải cởi những cái sợi dây ràng buộc của ái nhiễm. Đó chính là buông bỏ. Cái chữ xả đó có nghĩa là buông đó. Do buông, tâm của chúng ta mới an lạc. Nếu mà có niềm vui, cái chữ hỷ tức là vui mừng đó, tức là vui mừng là mình biết xếp lại tất cả những trói buộc mang chiều hướng của ưu phiền khổ lụy. Chúng ta mừng vì mình thoát khỏi cảnh đó rồi, và đồng thời chúng ta phải phát triển cái tâm vui mừng này và nhân rộng nó đến với tất cả mọi người. Nhờ buông bỏ chúng ta mới vui mừng. Phiền não nó đến với chúng ta không phân biệt không gian hay thời gian, không phân biệt chúng ta giàu sang hay nghèo hèn, không phân biệt chúng ta là thành đạt hay là cái người gặp trắc trở, không phân biệt chúng ta là người thông minh hay là những kẻ ám độn, không phân biệt chúng ta ở những quốc gia văn minh hay là những cái nơi kém phát triển. Cái phiền não này nó không bị hạn cuộc. Chính vì thế chúng ta mới dùng cái tâm xả cũng không hạn cuộc, cho nên gọi đó là tâm xả vô lượng. Tức là cái tâm xả mà nó không bị hạn chế gì, nó không bị hạn cuộc gì. Thầy thấy có nhiều người đó cũng có xả, nhưng mà có nhiều cái không giữ lại, cũng không có buông được. Thí dụ như con cái bác đó tới chùa thầy. Quý vị biết bà tinh tấn lắm, bà tu hành, bà rất là rộng rãi, bố thí. Nhưng có một cái bà không bỏ được, đối với quý vị là cái gì? Điệu. Không bỏ được. Bà sẵn sàng, bà có thể bà đi bố thí một lần 200 triệu. Tại vì cái bác này là có tất cả là 6 người con đều rất thành đạt ở nước ngoài. Cho nên á, mỗi một tháng là những người con đã gửi tiền về để thầy biết. Bà có nói với thầy đó là cái số tiền đó là bà đi cúng chùa bao nhiêu, đi làm từ thiện bao nhiêu. Còn bản thân của bà đó là sử dụng chỉ có bằng 1/10 cái số tiền đó thôi. Nhưng mà chỉ có một cái tật là bà điệu, quá là điệu. Bà mua sắm áo quần nhiều lắm. Bà sẵn sàng bà mua một lần là 1.000 bộ đồ để bà cho người ta. Còn bà một ngày trung bình bà sắm 2 bộ đồ. Mặc đâu có hết. Bà tới bà khoe với thầy, mà thầy nghe điệu điệu là thầy dị ứng dữ lắm. Trẻ trẻ điệu thì thầy chấp nhận, phải không? Tại vì còn tung tăng được, trời ơi, 65 tuổi rồi còn điệu gì nữa. Mà giờ còn điệu là thầy thấy nó không có hợp lý. Mà thời gian bác này đi lựa đồ, đi đặt mai đồ, nó lâu dữ lắm. Tại vì chính bác này kể cho thầy nghe, mà thầy nói trời tu vậy là không có được rồi bác ơi. Bác nên tiết kiệm thời gian lại và tiết kiệm tiền. Một khi đã bố thí thì chúng ta bố thí luôn. Quý vị thấy không? Có khi chúng ta cũng buông xả, nhưng mà có những điều chúng ta không thể buông xả được. Giống như cái anh đó, anh nói thưa thầy, vợ chồng con phát nguyện đời sau mà sanh ra gặp lại cũng làm vợ chồng nữa. Rõ ràng là ái nhiễm. Có mấy đứa con cho đi tu hết, mà mấy đứa con cũng ngoan, cũng thích đi tu. Thầy nói sao hai người không giỏi đi tu đi, nó con đi tu rồi ai làm ra tiền để nuôi nó. Hai vợ chồng còn trẻ thôi, chỉ có 40+ tuổi thôi đó. Mà nói vậy đó, nói ngay trước mặt chùa với thầy là nghe tụi con là nhân duyên vợ chồng, đời sau cũng sanh ra gặp lại làm vợ chồng nữa. Thầy nói bởi vì nó khổ là phải. Trường hợp này tự nhiên thầy nhớ tới câu chuyện của tôn giả A Nan với lại Ma Đăng Già. Quý vị biết trong quá khứ đó, những người đã từng làm vợ chồng với nhau trong nhiều đời nhiều kiếp,
từng gặp với nhau như thế, cho nên là cái ái nhiễm nó còn, cho nên sanh đời nào cũng sẽ phải gặp lại. Dân gian mình gọi là nợ đó, có duyên không chưa có đến thành phu phụ, chỉ có nợ mới kết thành vợ chồng. Cho nên nó buồn quá, cái bắt đầu than thân trách phận, không biết chừng nào tôi mới trả cho hết cái nợ này, phải không mấy cô, phải không mấy bác? Vỗ tay nữa kìa. Nói cái kiểu đó mấy ông này cắn lưỡi chết, tại vì mấy ông không tưởng tượng ra được có một ngày vợ mình nhìn mình là một cục nợ. Cho nên cái xả nó cũng vô lượng, thì nó mới đáp ứng được cái phiền não vô lượng và cái ái nhiễm vô lượng. Thì khi chúng ta đã xác định được mình phải buông bỏ tất cả những ái nhiễm, những tham chấp đó, bây giờ chính thức chúng ta là cái người được tự do, được an lạc, hay nó đơn giản gọi là được giải thoát, tức là chúng ta có hỷ. Hỷ tức là vui mừng, hoan hỷ, mà cái hoan hỷ này tận đáy lòng của mình, không còn ngã chấp, không còn tham đắm, không còn ái nhiễm, không còn bất kỳ một chút tham dục nào. Cái đó mới gọi là hỷ vô lượng tâm, tại vì nó không có phân biệt. Nó không phân biệt thời gian hay là không gian, không phân biệt bối cảnh này hay bối cảnh khác, mà lúc nào nó cũng có một cái niềm hỷ lạc. Quý vị nên nhớ, có nhiều người chúng ta tới gần chúng ta cảm thấy an lạc là mình biết ngay cái người này đang tu hành hỷ xả. Có nhiều người tu hành hỷ xả lớn lắm, nhưng mà mình đừng có vì cái đó mà mình thách thức người ta, giống như cái anh kia dọn đồ của cái ông thầy nọ đó, là thấy không có được, không có chấp nhận được. Tự nhiên vô chùa dọn hết đồ người ta, cái hỏi thầy hỷ xả đi. Trời ơi, ông thầy đó hiền, chứ gặp thầy kêu công an bắt phải không? Đâu có làm như vậy được. Thì cái tâm hỷ này, đây là một cái trạng thái rất là khó tìm trong cuộc sống. Khó lắm.